Sáng 26 tháng 6, tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ Công an đang xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tối ngày 25 tháng 6, một số nhóm diễn đàn trên mạng Internet có chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Sau khi tiếp nhận phản ánh về sự việc kể trên, Bộ Giáo dục Đào tạo đã trao đổi đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật. Hiện Bộ Công an đang tổ chức xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tránh gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, đơn vị đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin sai sự thật kể trên. Trước đó vào tối 8 tháng 6, sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin lộ đề thi môn ngữ văn. Tuy nhiên sau đó, Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi có thông tin lộ đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10, lực lượng đã điều tra xác minh làm rõ đó là thông tin sai sự thật. Sắp tới một số trường hợp lan truyền thông tin sẽ bị xử lý. Mới đây, Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đang điều tra xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò làm cộng tác viên online thanh toán đơn hàng để nhận hoa hồng. Theo đó, vào ngày 17 tháng 6, Công an huyện Đông Anh nhận được đơn trình báo của chị X, sinh năm 1989, trú tại Đông Anh, Hà Nội, về việc bị lừa 1,4 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online cho một hãng thời trang. Chị X cho biết nhận được lời mời làm cộng tác viên online, làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng và sẽ được hưởng hoa hồng. Với lời mời chào hấp dẫn, chị X đã chuyển gần 1,4 tỷ đồng nhưng không rút được tiền. Lúc này, chị X mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Đây không phải thủ đoạn mới, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác sập bẫy chiêu trò này. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối tượng với bị can Châu Thị An Bình, nguyên phó giám đốc phòng sản phẩm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Công ty Cổ phần MNC và các đơn vị liên quan. Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 27 ngày 1 tháng 4 năm 2024, quá trình điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Châu Thị An Bình. Tuy nhiên hiện tại, bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ đang ở đâu. Căn cứ khoản 1, điều 231 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, ngày 24 tháng 6 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án. Trong trường hợp không trình diện hoặc đầu thú, nhà chức trách xác định Bình từ bỏ quyền tự bào chữa sẽ bị điều tra, truy tố và xét xử.